Đây hiện là ngôi trường duy nhất được chính phủ Nam Phi đầu tư dành cho các em gái mang thai ngoài ý muốn khi đang ở độ tuổi vị thành niên. Tại đây, các bà mẹ tương lai được hỗ trợ chỗ ở ngay tại trường cho đến khi họ sinh con. Tất cả đều còn rất trẻ, với độ tuổi từ 13 đến 20 tuổi. Nelezi Vuma, 18 tuổi, đã từng cảm thấy cuộc sống vô cùng nghẹt thở tại ngôi trường cũ của cô. Khi còn ở trường cũ, tôi đã rất buồn. Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, và nếu ngửi thấy một cái gì đó, tôi sẽ đứng lên và ăn ngay lập tức, cho dù nó có thuộc về tôi hay không. Chân của tôi khi đó cũng đã bắt đầu bị phù, và tôi luôn buồn ngủ trong giờ học. Tuy nhiên, các giáo viên đã không cho phép tôi làm điều đó. Tuy nhiên, mọi rắc rối của Nelezi đã thay đổi từ khi cô chuyển sang học tại trường Pretoria. Cuộc sống dễ chịu hơn mỗi khi thức dậy và đến trường khi biết rằng các bạn cũng giống như mình. Ở đây không giống như các trường khác nơi mọi người nhìn bạn và nghĩ bạn khác người. Vào năm 2011, đã có đến 94.000 bé gái tại Nam Phi mang thai khi còn đang đi học. Đáng chú ý là hơn 5% trong số đó có độ tuổi từ 15 đến 20. Chính sách của chính phủ yêu cầu các trường học tiếp tục cho các em này theo học. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn đều gia tăng áp lực, buộc họ phải nghỉ học. Theo ý kiến của một số chuyên gia, thay vì tạo ra một môi trường chuyên biệt, các trường học bình thường cần nhìn nhận vấn đề này thoáng hơn. Các cô gái mang thai vẫn cần giao tiếp với những người khác, chứ không nên bó hẹp cuộc sống chỉ với những người cùng hoàn cảnh như mình. Điều này có thể sẽ tác động không tốt đến tinh thần của họ sau này. Mặc dù ý kiến chuyên gia là vậy, song với giải pháp trước mắt, ngôi trường đặc biệt này đã giúp nhiều cô gái hoàn thành các kỳ thi. Và năm ngoái, 43 trong số 50 em gái đã tốt nghiệp và 17 trong số đó đã vào được đại học.